Đấy cũng mất nữa rồi em. Hello các bạn nha, ngày hôm nay là ngày mùng 3 Tết, là dòng họ mình lên là tảo mộ nha các bạn. Đây là khu mộ của cái dòng họ mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn phong tục tảo mộ ở miền Trung, đơn giản cũng vậy thôi. Cũng như một người hát của đất nước thì tảo mộ là cái dịp mà để dòng họ con cháu xung vầy về và làm sạch cái phần mộ của ông bà tổ tiên. Vì đa số cái mộ, những mộ miền Trung này nhiều người họ làm rải rác, cho nên là chúng ta phải, và thường ở trong cây cối rất nhiều, cho nên là phải làm sạch cái phần mộ. Hôm nay thì bọn họ của mình cũng tập hợp các phần mộ của ông bà về một cái nơi rồi, rất là thuận tiện trong việc tảo mộ. Các bạn thấy đẹp không? Sẽ ông bà đã thấy trong sương mù ở trong núi cũng vậy, còn rất là nhiều. Đây là mảnh đất mà bên gia đình mình đã cải tạo và khai thác bao nhiêu năm nay nha các bạn. Bây giờ thì miếng một hoàn thành cái vùng mộ của ông bà, tụ hợp nhiều nơi về đây. Sự những cái mộ như thế này hồi xưa nó nằm ở rải rác ở nhiều nơi của cái huyện Tây Sơn, nhưng mà mình bây giờ mình đã chuyển về đây hết tất cả rồi. Và ngày mùng 3 là ngày tảo mộ của dòng họ mình nha các bạn. Dưới đây ai trồng mà trồng mém vậy trời. Đậu phộng nè bạn, trồng thế này thì thua rồi, ít quá, giải quyết được vấn đề chứ.
Có gì rồi, bánh con gì rồi? Thấy vậy mà vui lên như vậy. Vô mày nè. Ghê nữa kìa phải không? Đúng rồi. Nhưng mà bữa nay nó bắt cái con ở trên làng hả? Thì bắt cái con dân tộc gì à? Lên làng phải không? Dân tộc hả? Bà nè. Khi mới vô thì cậu nó có bồ đó chứ không? Thôi chứ không có luôn chẳng nào chưa? Nó biết con chậm cái gì? Nhỏ lắm đấy. Nhớ là chưa động đậy hết đó, nhỏ cứ lưng lưng tóc cứ dựng rồi dựng rồi dựng đi gì mà đi. Quên ở trên không à? Tốn lại dung lên đây ghét rồi. Bên đấy bên này chắc bên là mình lấy trên lên trần. Cái cừu nào lên? Cái cừu lên xuống. Vét gì mình vét tốn bốn đá bỏ ra ngoài. Vừa tốm không? Tốm vừa đây. Đúng rồi. Đầu đây chứ không nè. Đầu này bên này. Đầu nó dòng này nhá. Dưới này. Đầu này kêu này. Ờ cái này đó. Từ qua cái đó cái này. Cái đó nó phải đầu nó quay ngoài mới coi. Làm 50% thôi, còn 50% đó nói gì nó để dành cho nó. Ui giời ơi. Vậy luôn. Ồ, ở đây mà sao nó làm hư banh ta lần. Hình như cái này chưa có người. À, nó hút. Hút đi rồi. Ở phía bên này còn một cái mã làm thô lôi nữa. Chưa có di chuyển vô kia.
bên này còn ăn cái mà. Minh giải xong luôn rồi. Xong rồi, xong rồi. Cầm quá đường chín. Đâu nãy bây giờ chín chín nó lại. Chưa ra cái giờ đó trời nó tôi đi. Hơn giờ vẫn còn xem được mà trốn này. Má bỏ thêm cục đi má. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hai đứa. Hút ra, tiền nó hút ra. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy mà hôm nó ngon lắm. Dạ, không. Nó khỏe. Thao chưa là dịch ngược, thua dịch ngược thì thua rồi. Thằng đấy là thằng nào? Thằng lớn hay nhỏ? Nhỏ, biết rồi nhưng mà lớn hơn nhỏ. Một đứa hả? Dạ là xưa khúc sâu rồi đâu phải không bữa nào? Xưa khúc sâu rồi đâu. Mày lên nói còn còn bia về cũng rồi về giờ. Bắt ngang mà, bắt ngang trường mà nhé.
bia rượu cũng là cơ mày. Ông uống một bà uống mà uống ít. Hôm nay uống từ nhà đi trường luôn. Ông uống đâu? Nó có 23-4 uống đâu. Đồ ăn kia còn sống á. Nhu nhà ngọt đặt ở giữa còn bàn chặt lép. Bàn ấy... Ngọt bàn chặt lép đặt nó đã. Cái đàn. Ghế chứ mà xét là một miếng khá là hình, một miếng cái ngon nắp vậy là. Đâu vậy anh ngồi dây mãi. Vậy là vậy. Không, anh ghế làm đồ ăn ngon lắm. Bữa nay ngon. Cả. Thiệt. Viêm luôn rồi. Nhưng mà sao mấy miếng là tiền còn mang mấy miếng xem về vậy em? Mở không chắc lâu. Ô con bé gì không ạ? Bé cái... Ngủ gì nữa vậy? Bé nhà ăn này lớn vậy ta? Chà anh em. Rồi thịt nướng. Chà các em. Anh lấy gì? Cái gì mà ngủ cái gì? Mà cái gì mà ngủ? Dạ thì quá rồi. Liếc đi. Mất cao, mất hóa cậu. Con nhìn cái tàu hổng rồi, bóp cái này nó xếp. Cho em tới thì bóp một xếp phần cũng lấy cái khác. Mà sao, mà sao bầu, xếp cái tàu bầu, lộn sổ nhiều cái. Ừ. Bầu đã chiếm 2 cái bánh. Ghê, ghê, chắc còn cỡ đáy thôi kìa. Ghê mà mấy con chịu anh không ghê, mà kia mới đẹp. Đỡ gấp nhiều lần. Xíu xíu này mà xíu xíu kêu xíu, xíu này này không phải thì ngày không xíu xíu lại kêu nó vậy kiểu nào quá mà vậy họ đưa cái trò chắc xíu xíu hết rồi làm xíu này xíu bên kia rồi đây đây mới gọi là cuộc cỡ bây giờ anh kích mà mày hay là anh kích đây mới gọi là đây chứ cái bầu ông nói ý kiến cái này có ý kiến tí nữa mà một con cá lăn hay nước thịt chiên nó lớn rồi mà nó cũng anh nghĩ là luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu ví dụ đúng rồi, nghe thì nghe mà lâu lâu yêu. Ừ, chị ba cháu nữa. Xíu đại xíu đi kiếm. Kiếm nữa, chi nữa đó. Mày thích đi kiếm không? Chắc rồi thôi này. Đồ đấy em xếp đó, đồ có đại này, bỏ đại này. Không, cái đấy xếp kia nhỏ, xong rồi lấy một cây cách bằng ấy bỏ xuống giữa ấy làm tim ấy, cách bằng ấy. Cái này cái xếp thì cái xếp ba dễ thiếu như vậy đó con. Bốn cái bàn ngọt cái gì đó. Anh mua chuẩn dưa trợ. Hả? Mua dưa đủ ba dĩa luôn rồi. Đúng đỉnh. Chị em đi chợ mà không chôn. Mì, mì, mì gơ thiệt. Đúng. Đây là nồi dế nha các bạn. Dế. Dế bò Bình Định. Nhấp này nướng nướng chín đồng bốn đại bốn năm ăn gì đấy vừa phim chơi à. Nhấp nhấp này giỏi vậy ta nó nướng hả ừ. Cái này thời gian cái này nấu dở không chị hai sao vậy? Ấy nấu như vậy nữa. Dê bò hay gọi là ức ò. Ức ò non á. Ức ò non. Đặc sản Bình Định á. Chứ chủ yếu nó lấy phần ruột hả chị hai? Nó lấy bộ phận nào của con bò vậy? Cái này này. Mình lấy ruột ở ấy thôi, mình có bà dê mình bò lá đến.
chứ lá đáng nghe chứ mình không lấy cái dế không không bon rồi đấy, mình đi bò em cũng phạm không bon rồi đấy. À chủ yếu là mình lấy phần ruột non lá lách gan rồi vậy hả? Ừ, hôm nay là chút nữa mình thái là đáng mình bò vô. Lá đáng này là gì ta? Lá đáng đâu dế, lá đáng đâu lá đáng? Đâu lá đáng là nó nào đâu? Lá đáng gì? Lá đáng hai. Chưa hai hả? Ô sao con ngâm gì đó cho này khó vậy cô? Khó gì vậy? Hả? Vàng chưa ấy? Chút nữa tao cái la đáng cho em coi cái la đáng như vậy. Đẹp rồi, nướng như là đẹp rồi, đều rồi. Đi nào. Em. Đi nào. Lá đáng nè. Gọi là lá đáng hả? Bỏ vô này đáng hả? Lá chân gấu á. Lá chân gấu hả? Ghê. Rồi chết rồi. Cái gan hà nó quá hả? Không, đưa đây nữa, bỏ vô. Ghê. Dứa có xé không hay là bỏ vô yên con? Thịt nướng á là đang nướng thịt nhỏ á. Chưa bỏ cho lấy cho. Bỏ cái đó nó đáng lắm không? Thay là cái mặt hả? Mày thay cái gì? Cái dế hả? Thôi thì cháu có ra dụng. Diễn thập cẩm này, đây có diễn thập cẩm này. Này là đâu? Đi vào chỗ đỡ. Bạn nhỏ. Cái đơn bỏ đâu? Cái gì bây giờ?